Đang gặp chồng con, trời ơi, lúc đó chồng con ốm, tức là chưa có béo mập như giờ. Con bảo trời ơi, sao có người đẹp trai như vậy. Trong lòng thì cũng rất là thích rồi. Chồng con thì con thấy là cũng hay hỏi thăm, trò chuyện với con. Con làm trên văn phòng của chồng con thì làm ở dưới kho. Chồng con cũng hay lấn lá ra nói chuyện, bắt chuyện, làm quen. Con thì là con cũng thích rồi đấy. Thế là lấy, nhưng mà... À trời ơi, chào mừng hai bạn đến với chương trình Vợ Chồng Son. Rồi, mời hai bạn giới thiệu về mình. Cháu chú, chào cô. Cháu là Hoàng, đến từ thành phố Cảng. Ở Hải Phòng hả? Hoàng năm nay nhiêu tuổi rồi? Năm nay con 31. Hoàng 31 tuổi, ở Hải Phòng. Công việc của Hoàng là gì? Con làm diễn viên cho phục vụ kênh TikTok của vợ con. Phục vụ cho nhà sản xuất đây nha. Con chào cô Vân với cả chú Quốc Thần ạ. Con tên là Hương. Con hiện giờ đang kinh doanh đặc sản vùng miền và đồ ăn vặt trên TikTok ạ. Con cũng đến từ thành phố Hoa Phượng Đỏ ạ. Tụi con đã có con chưa? Dạ, tụi con hiện giờ đang có 3 bé ạ. Rồi bây giờ nè, quay ngược thời gian, cơ duyên nào hai đứa gặp nhau? Chuyện của bọn con cảm giác như nó là một cái định mệnh ấy. Bọn con ngày xưa là hồi mới lớn thì là tầm ấy, là chồng con thì mới có mười mấy, con thì hai mấy, thì là gặp cùng công ty. Là sao là con mười? Còn lớn hơn. Dạ vâng ạ. Lớn hơn 4 tuổi. À lớn. À nãy tuổi. Là chưa có giới thiệu tuổi là nó không biết. Này, ngộ là chồng con nhìn già hơn con nhiều lắm. Đấy, mà cháu được thế đấy, cháu được cái già hơn vợ nhiều quá đấy. Con bảo là mình lấy mà mình yêu người hơn tuổi, mình cũng phải cố gắng mình già đi chứ con mà chồng rồi. Đó là hy sinh đẹp trai đó. Cũng thiệt thòi chứ vợ. Rồi sao nè? Hai vợ chồng con thì làm cùng công ty với nhau. Lần đầu tiên gặp chồng con, trời ơi, lúc đó chồng con ốm, tức là chưa có béo mập như giờ. Con bảo trời ơi, sao có người đẹp trai như vậy. Trong lòng thì cũng rất là thích rồi. Chồng con thì con thấy là cũng hay hỏi thăm, trò chuyện với con. Con làm trên văn phòng của chồng con thì làm ở dưới kho. Chồng con cũng hay lấn lá ra nói chuyện, bắt chuyện, làm quen. Con thì là con cũng thích rồi đấy. Thế là lấy, nhưng bạn mà bạn có thể sai sự thật thế nào? Con đính chính đi. Con ở dưới kho, bạn này bạn ở văn phòng, bạn hay bạn xuống hay xuống cho con bạn xin đồ chứ con đời nào con chịu lên trên đấy đâu. Nhưng mà là xuống xin đồ là có lý do, là muốn gặp cái anh này đúng không? Vâng đúng rồi. Vâng. Kể cái gì trên truyền hình mình kể kia, ông cam kết rồi mình kể cho đúng. Đâu, tức là cô nghe là vợ con nói là nó thích con. Hai đứa làm chung với nhau. Lúc đó là con ốm và cũng xinh, cũng xinh trai. Vợ con khen mà. Đấy là sự thật. Thế còn Hoàng thì sao? Không để trong mắt đâu. Tức là vẫn để ven đường, không để trong mắt luôn. Vâng. Anh phải thật đi. Anh phải nói thật chứ. Thật là nói chung là phải 1-2-3 lần chứ không phải đầu tiên đâu. 1-2-3 lần trên văn phòng cũng hiếm. Hiếm bạn nữ sinh gái. Nhưng mà rồi hai đứa có đến được với nhau không? Biết được thì vợ con học cùng lớp đại học với chị gái con. Chị cũng thấy hơi thân bảo là không được không nhớ. Thế là đấy mà con cũng thuộc mải chơi nữa. Thế là thôi thì cứ nói chuyện thôi. Thì 2-3 tháng sau thì thấy bọn đấy vợ con đâu nữa cả. Biết sao vậy? Vợ con nghỉ làm từ lúc đấy là mất liên lạc. Sao đang làm tự nhiên đột ngột nghỉ vậy? Hôm mới tình cờ thì là bạn ấy dẫn con về nhà bạn ấy chơi. Vào nhà gặp bạn ấy, trời ơi, ngại quá là gặp đúng chị gái. Chị gái của bạn này là bạn thân của con. Tự nhiên thấy chán chán mà bây giờ làm sao mà có thể bước qua được cái vượt lên chính mình được đúng không? Thế là thôi. Thế là thôi, không có duyên, không nói chuyện trò cái thứ gì nữa. Rồi con cũng nghỉ làm thì con cũng không có nhắn tin và không chào tạm biệt bạn ấy. Coi như là dứt luôn. Dạ dứt luôn ạ. Con chuyển công ty ạ. Sau đó thì con lấy chồng. À tức là con có con có gia đình. Đó. Thế rồi sao nữa, rồi bao lâu thì các con lại gặp lại nhau? 75. Tức là Hoàng có người yêu chưa? Mới chia tay người yêu cũ. Sao lại là có một cái cuộc hội ngộ? Cái cuộc hôn nhân đầu tiên của con ấy cũng không được hạnh phúc. Bé nhà con được 1 tuổi thì là hai vợ chồng con cũng ly thân. Tình cờ thì một hôm đó thì con lướt Facebook. Cái thời gian đó thì Facebook mới rộ lên. Thế là mình sẽ đi tìm kết bạn với tất cả những bạn bè cũ của mình ạ. Đầu tiên là con kết bạn với cả chị gái, cũng theo dõi bạn nó thì trò chuyện. Lúc ấy cũng quên bóng bạn Hoàng. Thế tự nhiên hôm ấy thấy chị gái đăng cái Facebook là chúc mừng sinh nhật em trai. Lại là nhìn thấy ổng. Dạ vâng ạ. Nó có nhìn thấy ông tức là khác hoàn toàn chứ. Trước đây tức là tự nhiên bị phát tướng, béo. Con với lại bảo sao bây giờ lại khác vậy. Thế là con mới mò vào Facebook con xem. Con là người chờ đợi nhắn tin. Công việc của con lúc đó là... À, ngày đấy con đang đi học, con đang đợi ra bằng để con đi lên tàu. Con đi tàu biển à? Vâng. Bọn con gặp lại nhau thì là đúng là làm quen với nhau là thời gian là chồng con cũng chuẩn bị đi tàu. Thời gian để gặp gỡ nói chuyện nhau thì nó cũng rất là ngắn. Cùng lúc đấy con cảm giác như chồng con như kiểu là sống gấp ấy, nhắn tin dồn dập sức. Nhưng mà cũng phải biết được tình hình là đồn địch như nào lắm hết mọi thứ nên mình đánh dồn dập luôn, đánh phủ đầu. Nhưng mà anh kể thật đi, tại vì sao mà trước đấy ngày xưa anh không kiểu dồn dập, sao tự nhiên đến lúc mà anh nhắn tin đó phải kể. Thì anh chia sẻ với cả cô chú ở đây, anh giặc bên Ngô bằng bà cô bên chồng mà là chị gái mình mà lại còn là bạn thân của chị nữa thì làm sao mà vượt qua nổi cô. Nhưng mà tại vì sao em đến bây giờ em vẫn chưa hiểu tại vì sao mà đến lúc mà gặp lại
ở nhà không hỏi sớm lên mới hỏi. Thì đúng rồi, cho để tại vì, chưa tại vì con hỏi rất là nhiều lần đúng nhưng rồi. Mà con vẫn không hiểu lý do tại sao đến lúc gặp lại tự nhiên dồn dập xong tấn công con. Chia sẻ thật với chú Thuận, con cũng thuộc dạng lúc đẹp dai, có tí chăm sóc cũng hơi bị nhiều mối một chút, mất mối này còn 2-3 mối khác nên là cũng không để tâm cho lắm. Nhưng mà lúc đấy cái lúc mà gặp lại thì đúng là chống trải thật, lúc đấy đang mới chia tay người yêu xong nên là gặp bạn này mới là cái lúc đấy khả năng là lúc con cũng là khó khăn nhất mà bạn này bạn dám đến mình thì mình thương, mình trân trọng trân trọng và thương đúng không, với lại là chia sẻ có cái câu chuyện của bạn này vẫn thương. Cô bảo sao có mấy năm không gặp mà sao lại gặp nhiều vấn đề rồi. Biến cố quá đúng không, có thương cũng thương đó. Là thương gia đình hai bên có biết không đấy là chưa biết. Bên nhà chồng con là lúc đó là có phát hiện, chị gái con lúc đấy cũng phát hiện ra đăng Facebook, không hiểu làm sao chị biết được là con với cả Hoàng để gặp lại nhau. Con chỉ đăng Facebook vu vơ thôi, anh cũng không hề đăng ảnh em lên đúng không? Có đăng chị gái phát hiện. Hoàng ấy chị nhìn Facebook chị phát hiện hay là chị cũng làm dùng beng lên? Có cảnh báo là không được. Thế lúc đó là con phải chặn hết Facebook của bạn ấy, coi như là không chị em không bạn bè gì nữa. Chị biết thằng em chị thôi đúng không? Đó tất cả mọi người con đều giấu ạ. Lúc đấy thì gọi như kiểu tình chị em ấy, thì lúc đó con cũng không xác định với chồng con vì mình cũng mới lỡ dở một lần rồi cũng không thế muốn. Rồi xong là mấy tháng sau là bạn này đi tàu. Dạ vâng. Là tụi con gần như yêu xa. Vâng. Dạ vâng. Vâng. Một lần con đi là mấy tháng con mới lên bờ? Con đi là 18 tháng. Trời ơi. Ôi rồi, hơn một năm mới lên bờ. Vâng, tàu vẫn về Sài Gòn nhiều. Chồng con cứ lênh đênh ở trên biển này thì liên lạc không liên lạc được. Cứ khi nào mà về cập bến thì có tí sóng thì bắt đầu mới liên lạc. Cứ khi nào bạn cập bến Sài Gòn cái là bạn phải lập tức bạn ấy bắt con là phải từ Hải Phòng bay vào trong đó để gặp bạn ấy, mà chỉ gặp nhau cái xong lại bay ra là bạn lại lên tàu bạn đi tiếp. Gặp thôi chứ không ở lại ngủ hả? Dạ không ạ, nhiều khi là chỉ gặp lại thôi mà con còn không có đồng nào cả vì hồi đó con rất là nghèo. Con đi làm ngoài đó lương chỉ có 2 triệu một tháng thôi mà còn phải nuôi con nữa. Mà đã vậy phải mua vé máy bay bay vô gặp ổng nữa. Dạ, con nhớ mãi kỷ niệm đó luôn, là lúc đó là bạn ấy bảo là bạn đang ở trong Sài Gòn rồi, bạn ấy muốn gặp con. Mà lúc đó có không còn một cái gì ấy cả, có cái nhẫn vàng 2 chỉ phải đem đi cắm. Nỡ lòng nào cũng không bao vé máy bay mà. Có chứ. Con bạn ấy lúc hồi mới lên tàu là bạn ấy chưa có nhiều lúc tiền, bạn chỉ có bao một đầu thôi. Con cũng ngại, cũng không nói là em hết tiền rồi, cũng xấu hổ tự nhiên là bạn em không có tiền thì cũng ngại. Con đi tàu 18 tháng rồi con mới lên bờ hả? Ừ. Vâng. 18 tháng thì vốn liếng lúc đó ngon lành chưa? Chồng con là không phải là tiếp người mà biết giữ tiền, có bao nhiêu tiền là gửi hết về cho mẹ để trả nợ hay là thì đó con không biết. Không để sửa nhà. Ngoài cái đồng tiền mà đã gửi về cho mẹ thì là bạn ấy còn thể có thêm tiền màu từ mẹ nào là bạn lại bớt xén lại rồi bạn ấy lại gửi về thêm cho con đó để con trang trải cuộc sống hàng ngày. Thế là lúc bạn ấy xuống tàu là không có một đồng nào ạ. Hồi đến khi nào thì hai gia đình mới biết và hai đứa mới bắt đầu có một cái công việc chung với nhau. Lúc con đi tàu xong bên Sinh ấy thì có thấy ở bên đấy cái ship của nó hay quá mới gọi điện về cho bạn này bảo là tình hình ở Việt Nam mình có như bên Sinh người ta có những cái món đồ người ta gọi ship vậy chứ không hàng á. Mấy năm trước bạn bảo là không chẳng biết là gọi ship là cái gì cả. Bảo thưa gọi thế để tôi phát này xuống tàu để về làm mở công ty shipper. Ship. Thế rồi thành công không? Không lỗ là may đấy chứ. Nhưng mà cái vốn bỏ ra nhiều không? Khi mà chồng con quyết định là xuống tàu thành lập công ty ship ấy, vợ chồng con là không có đồng vốn nào cả. Vay bạn bè, anh em bạn bè là 5 triệu để mà làm cái biển quảng cáo ấy. Để cũng không vay được. Lúc đó vay 5 triệu thôi mà bạn kiểu cũng kiểu nói ra nói vào ấy, chồng con tính tự ái cao mà sĩ diện nên là nghe thấy bạn kiểu nói động chạm vậy là thôi không cần phải vay nữa, tự hai vợ chồng làm được bao nhiêu thì làm. Và cuối cùng công ty thành công. Dạ. Và tồn tại cho tới bây giờ. Dạ không ạ, bọn con làm ship thì lúc đó chỉ làm tầm 1 năm thôi. Thì khi mà con làm ship thì con mới thấy là cái cơ hội mà phát triển kinh doanh ấy nó rất là rộng mở trên mạng online. Tức là vì con ship hàng cho người ta rất là nhiều ngành nghề. Con biết được cái mặt hàng nào đang là phát triển nhất thì là con quay sang là con kinh doanh. Thì là lúc đó thì là trái cây nhập khẩu mới nở rộ. Thì là con chuyển sang là con kinh doanh trái cây ạ. Đó. Thế là bây giờ là đến đặc sản vùng miền luôn rồi. Dạ vâng. Đúng không? Lúc đấy ship gặp quả xoài keo đúng không? Hai vợ chồng nhập về bán. Thôi rồi. Đêm bán thôi rồi luôn. Thế mình bảo thôi đấy, nông sản giúp mình thì mình phải cố gắng. Đúng mình... rồi. Hai vợ chồng hợp tác làm ăn với nhau như vậy mà gia đình không biết hả? Có biết. Gia đình của Hoàng có ủng hộ không? Gia đình con cảm... Từ đầu đúng không? Từ đầu ấy. Khi mà chồng con mới xuống tàu ấy, là dừng hẳn công việc đi tàu đó. Bố mẹ chồng con rất là thất vọng. Tự nhiên đi quen con bé này. Mà bỏ hết cái sự nghiệp mà bố mẹ đã gây dựng cho. Công việc cứ lông bông. Nhất là cái thời điểm đầu khi mà bọn con đi ship hàng ấy,
là mà công ty ship, nhưng mà thân bọn con cũng làm, phải là vừa cùng với nhân viên. Tự mình làm, mình phải làm chủ, làm shipper. Đúng rồi, tại vì mình đâu có nhiều vốn để mình điều hành đâu, tức là mình cứ lấy công làm lãi thôi. Đó, người ở Hải Phòng con chưa biết đến ship là cái gì cả, nghĩ rằng là con kéo chồng con xuống bờ vực, xong bây giờ từ một cái vị trí đang là đi tàu như danh giá thế trở thành cái thằng xe ôm. Ngày đấy là ship, người ta gọi là xe ôm. Bố mẹ chồng con lúc đầu mà đã không thích rồi thì càng không thích, là có một cái định kiến rất lớn với con. Đến tận bây giờ thì con luôn luôn phải cố gắng, lúc nào cũng nỗ lực để mà cùng với chồng con để mà làm, để gây dựng một cái sự nghiệp nào đó mà để con chứng minh cho bố mẹ chồng con thấy là cái quyết định của chồng con nó không có sai. Rồi bao giờ thì gia đình con mới chấp nhận? Mấy năm? 1-2 năm thì cũng may mắn là hai vợ chồng làm có một chút thành tựu để mà bố mẹ cũng tin tưởng. Để bố mẹ ghi nhận. Thế nhưng mà vợ con ý, khi mà con về ở với nó, con có thấy nó có những cái tật xấu gì không? Đó, con phải khó chịu ý. Bây giờ là tới phần khui tật xấu. Vợ con thì tật xấu thì cũng ít lắm, chỉ có mỗi việc tham công tiếc việc. Chỉ cần công việc thôi là mọi thứ xung quanh không cần biết cái gì cả. Không bao giờ biết mua sắm cái gì, không bao giờ biết sắm sửa cái gì. Cho bản thân hay là cho chồng? Cho bản thân, cả cho chồng nó, cho con cũng vậy. Thế cái người đi sắm sửa là ai, là con à? Vợ chồng thì cứ thỉnh thoảng đi thì gặp cái gì thì sắm, hoặc là ông bà. Hoặc là khi nào thiếu, hoặc khi nào không có cái gì để mà ấy đó, bắt đầu mới đi mua. Tức là không quan trọng cái hình thức bên ngoài. Đôi khi bù đầu bù cổ, tóc coi như tóc rối luôn. Đúng rồi, lúc nào cũng tay cũng xoắn nha. Nhưng mà con cứ đi theo nhắc nhở. Ngày nào con cũng phải nhắc. Thế bây giờ có thân với chị chồng như ngày xưa nữa không? Bây giờ thực ra khi mà về một nhà thì con nó cũng hơi ngại ngại ạ. Giữ trong mối quan hệ gọi là chị chồng. Nhưng mà thật ra bây giờ thì đã là hai vợ chồng rồi, cũng đã có hai đứa cháu cho cô rồi. Có gì đâu mà ngại nữa ta. Tại vì là trước là bạn bè với nhau, xong bây giờ thế mình đi làm là em ấy. Là chị dạ vâng, con là người khá nội tâm và khá kín ạ. Khi mà mình đã có một cái gì đó mình cảm thấy ngại ngại, mình không thoải mái thì con sẽ không cởi mở được. Vậy thì phải là nhờ một cái sự kết nối và nhờ vào cái bản lĩnh của anh chồng này, đúng không? Đúng. Dạ vâng. Kinh tế ai giữ? Vợ con cầm hết. Không có tịch thu hết tiền con không? Làm gì có tiền đâu để mà cứ gọi tịch thu ạ? Không phải không có tiền mà không có tiền. Không cầm tiền. Con thích cái cảm giác mà để phải để cho người khác giữ tiền. Chỉ cái này đi ra mua hộ cầm với trả tiền đỡ phải mất công rút ví. Chính là chồng con mới là người khôn đấy ạ. Mình đã béo rồi, xong rồi cầm ví giày cộm này nữa thì. Mà con lại lúc nào cũng kiểu bị mang tiếng ác ấy, là cầm hết sạch tiền của chồng. Chồng con là nhiều lúc đi ra ngoài là không có 1.000 nào luôn. Nhớ ngại đang đi được một cái việc gì đó, chẳng hạn đang ở gần nhà ấy, gần nhà mẹ ấy, thì là gọi điện bảo mẹ cầm tiền ra cho con. Mẹ chồng con cũng hiểu lầm được là con này nó cầm hết tiền của chồng. Vậy con có muốn vợ con thay đổi điều gì không? Con chỉ có mỗi vợ con bớt tăng công chút việc lại, mà chịu khó đi mua sắm sửa chăm chút cho mình một chút, cho chất lượng cuộc sống đi lên. Hoàng muốn con nên là quan tâm đến cái bên ngoài chút xíu, để nhiều khi đi với chồng thì chồng cũng hãnh diện là đây vợ tôi sinh năm đó. Rồi bây giờ tới con đấy. Tật xấu của chồng con ạ? Kể mấy ngày không hết. Kể mấy ngày không hết. Chồng con thì không có cờ bạc, không có rượu chè, không gái muốn, không bất kỳ một cái gì ấy cả. Nhưng mà chồng con ấy là không biết kiểm soát bản thân mình. Tức là không kiềm chế được cảm xúc, đúng không? Vâng, chồng con là không kiềm chế được cảm xúc. Lúc mà mình điên lên là mình phải điên. Ở lúc mình yêu lên là mình phải yêu, lúc mà mình buồn là mình phải khóc. Dạ vâng. Thấy là mình sao là bộc lộ ra mắt. Đúng rồi, chồng con là người rất nuông chiều cảm xúc của mình, không bao biết tiết chế bất kỳ một cảm xúc gì. Vợ chồng mà chỉ một cái vấn đề cãi nhau ấy, là chồng con lúc nào cũng phải át lại con, kiểu cảm giác như kiểu lấy thì đè người đó. Cũng phải gào lên. Mà cái tảng thịt này mà đè người nữa thì chẳng ai mà chịu nổi. Ngày trước là cũng rất là nhiều lần động chân động tay với con. Lúc mà mới lấy nhau về thì nó cũng rất là nhiều cái xung đột xảy ra, thế là cũng thường xuyên là cãi vã nhau. Đỉnh điểm là hồi khi mà con mang bầu bé thứ ba, con mới có bầu bé được 2-3 tháng. Hai vợ chồng chỉ cãi nhau về công việc thôi. Chồng con có tính là khi mà cãi không lại được với con ấy, cãi cùn lên bắt đầu là điên lên, là không cãi lại được, không làm nào được ấy, là coi ra lấy thì đè người. Đúng rồi, đấy là chỉ thì là không phải là gọi đánh đập như người ta, nhưng vì chồng con rất là to, chồng hất con đấy, ngày xưa con chỉ có tầm hơn 40 cân thôi ạ, rất là bé, là chồng con là cho một cái tát thôi là cũng nảy lửa rồi. Đỉnh điểm lần đấy là chồng con đánh con thì cũng hơi đau. Lúc đó là con quyết tâm là không buôn bán gì nữa. Làm đến mấy mà nhận lại cuộc sống gia đình nó không hạnh phúc như thế này, mà mình đã hy sinh rất nhiều rồi, lúc con thực sự con rất là ức chế rồi, con bỏ đi, con để lại cửa hàng cho chồng con buôn bán, không cần tiền bạc gì hết cả. Con xách bạn lớn nhà con đi luôn, tại vì bạn lớn thì là con riêng con đi đâu là bạn ấy cũng phải đi cùng con. Lúc đó là con bỏ vào Sài Gòn là con tắt máy. Rất nhiều lần là mình quyết tâm là mình phải làm thế nào để cho ông này ông thay đổi đi rồi, nhưng mà ông vẫn chưa thay đổi, thì lần đó là con quyết tâm không thay đổi được thì thôi, mình phải tự thay đổi cuộc sống của mình. Sau mấy ngày thì là con mở cái máy lên. Mở máy
lên một cái thôi là lập tức là không hiểu ông này ông định vị con từ lúc nào. Tức là ông đã cài trước từ đấy rất lâu rồi mà con không hề biết. Giờ con biết là tại sao trước đây là có khi nào cãi nhau mà cần tìm con là ông tìm được. Hóa ra là phát tìm ngay. Ông có định vị con. Con vừa mở cái máy lên một cái là lập tức là ông ấy gọi dồn dập. Ông bảo em đang ở Sài Gòn đó, để anh bay vào. Đến buổi tối là tìm được đến đúng chỗ khách sạn của con. Rồi sao? Chồng con gọi năn nỉ ôi xin để mà gặp con. Hôm đấy con là ở đường Bùi Viện hay đường gì nhỉ? Bùi Viện. Đường Bùi Viện. Con đang ngồi uống nước cam ở ngoài thì chồng con đi khắp phố, đi lên đi xuống thì mãi sau tìm được con. Chồng con cũng có quỳ xuống xin lỗi. Bảo con đây có mang là... thằng cu thứ nhì vào đi theo con không? Không, thằng đấy lại theo mẹ theo luôn. Thì con mà mất cả chi luôn trai. Thế rồi là tha thứ. Con thì chồng thứ. Con có nói một câu là tha cho anh nốt lần này, nếu như mà anh còn một lần mà như thế động nữa chân động tay và động chân động tay thì anh sẽ tự chặt tay mình đi. Ôi trời ơi. Thì lúc đó con mới tin, con mới cho chồng con một cơ hội lần nữa. Qua ngày hôm sau cuốn gói bay về Hải Phòng. Bị Covid rồi. Cái gì? Bị Covid ngay lúc đó? Vâng, vào đấy bị Covid luôn. Như vậy là ở một tuần. Vâng, phải một tuần. Vâng, hết Covid rồi mới về. Nhưng mà từ rồi lúc đó là từ lúc đó đến bây giờ là chồng con thay đổi chưa? Dạ trộm vía thì là từ ấy giờ là cũng phải gần 2 năm rồi. Tại ông đó hứa rồi. Vâng. Còn động tay động chân nữa là còn có một tay à. Nói chung nghe con kể như vậy khán giả và chú với cô Vân cũng rất là mừng. Con mong muốn chồng con thay đổi thêm điều gì nữa? Con cũng chỉ mong đấy, thứ nhất là chồng con thay đổi được cái tính là bớt cái tính nóng đi. Con muốn chồng con ăn uống nó đúng giờ đúng giấc, tức là mình phải ngoài công việc ra thì là mình phải coi trọng sức khỏe của mình. Thì chồng con là lại rất là thích ăn đêm. Nó ăn sáng nhiều khi là nhịn nhưng mà lại tối với cả đúng đêm rồi. Là lúc nào cũng phải trời ăn. Trời ơi, ăn đêm là khủng khiếp đó. Luôn đó. Dạ, thôi à. Chúc cho công việc của hai đứa sẽ phát triển hơn nữa. Dạ, vâng. Và chúc cho những cái điều mong muốn của vợ con sẽ thành hiện thực. Trời, bữa nay chương trình được tiếp toàn những cặp vợ chồng son mà đúng nghĩa luôn á. Rồi, giờ mời hai em giới thiệu về mình. Xin chào anh Quốc Thật, xin chào chị Hồng Vân và toàn thể khán giả. Em tên là Thùy Nhung. Về hiện tại em đang là kế toán của một doanh nghiệp tư nhân tại Vũng Tàu. Dạ. Nhung bao nhiêu tuổi? Dạ 25 tuổi ạ. 25 tuổi. Thế con em? Chào Quốc Thuận và chào chị Hồng Vân. Chào khán giả trường quay. Em tên là Minh Nhật, hiện em năm nay 25 tuổi. Hiện đang làm kỹ sư dự án ở tại Vũng Tàu. Wow, hai bạn ở Vũng Tàu. Dạ. Lên đây rồi hồi nào? Dạ, tụi em lên chiều hôm qua. Chiều qua. Rồi cái chuyện tình yêu của hai em bắt đầu như thế nào? Buổi đó là buổi đầu tiên nhập học. Thì em là người ngồi cuối lớp. Thế là bên mấy bạn nữ từng lượt lần lượt đi vào lớp. Thì ngay lần đầu em gặp vợ em bây giờ là em đã biết là giống như tình yêu sắt đánh. Là em đã bắt đầu lên kế hoạch ngay từ thời điểm đó. Chắc có lẽ là tập làm dự án luôn rồi đó. Chắc có lẽ là trong lớp là vợ em là xinh nhất luôn. Đối với em là xinh nhất. Vừa bắt đầu lên kế hoạch của cô này. Đúng rồi, là ngay tuần đầu tiên luôn. Là em đã viết thư là làm quen. Em là viết thư là hỏi là bạn có muốn là đồng ý làm bạn của mình hay không. Thì ý em là làm đây làm người yêu chứ không phải làm bạn bạn trong lớp. Thế là vợ em cũng là nghĩ ngược lại, nghĩ là làm bạn thân thôi. Thế là đồng ý thì em thấy sao dễ dàng này. Thế là qua tuần sau là một bức thư tiếp nữa tỏ tình là làm người yêu, lần này em nói thẳng là làm người yêu luôn. Thế là vợ em kêu là không đồng ý. Vợ em kêu là sợ bị thầy cô phát hiện là bị đuổi học, rồi sợ không học được, sợ ba mẹ buồn biết rồi sẽ la. Nhưng mà em nghĩ là yêu thì học vẫn học được, có sao đâu. Thế là em học cho bạn ấy thấy. Thế là em vừa quen vừa thích bạn ấy vừa học. Thế là kết thúc được năm học 11 này được đứng nhất lớp. Thế là em viết một bức thư tỏ tình cuối cùng nữa. Trời ơi, bộ viết thư đó ba. Dạ, tổng cộng 3 lần anh. 3 lần á? Dạ. Bức thư tình thứ 3. Thế là bức thư cuối cùng thì em gọi là lần này là gọi là lần cuối cùng rồi. Lần này mà vợ em bởi mà không chịu nữa là thôi em bỏ cuộc. Thế là em biết nên thì vợ em quay xuống lườm anh một phát. Ủa nhưng mà cái hành động lườm là ý gì em? Dạ thực tế là cũng trong cái năm đó là cũng có thích rồi. Nhưng mà chắc là tại mình không biết ạ. Dạ xong rồi cái lá thư cuối cùng đó khi mà chồng em gửi cho em á thì em viết lại cũng một lá thư như vậy. Cũng dài. Ý là cũng có trách là cũng kiểu như là em có thích mà tại sao không biết. Thế xong rồi em viết thư đàng hoàng là kêu là dễ hiểu hơn là cho mình bù đắp lại. Thế xong rồi bữa đó mới quen nhau. Dạ.
Rồi đến bao lâu thì mới dám được công khai? Dạ, tụi em chính thức quen nhau là ngày 30 tháng 3. Cho tới ngày 30 tháng 4 là đúng một tháng sau là bữa đó là được về lễ. Thế là em cố tình đặt xe chung về. Là trước giờ ta chưa chung bao giờ cả. Em sẽ lên kế hoạch là lần này sẽ ráng để nắm tay được bạn này lần đầu tiên. Thì lúc em lên xe cho tới lúc về nhà là 5 tiếng đồng hồ. Em ngồi mà tay em cứ đưa qua cái sợ quá. Thì lúc về hồi hộp. Dạ. Cho tới lúc mà gần về tới nhà lúc đó máu liều nó lên tới não rồi. Chạy tới đâu. Thế là em mới đưa tay em lên tay bạn ấy. Thì đó tay em nó ướt, mồ hôi nó đổ ra. Dạ. Em nắm xong gọi là tinh thần nó lên mây rồi. Là xe chạy qua khỏi nhà em không biết luôn. Chạy đó. Chạy luôn. Không biết luôn. Nhà đứa Đà Lạt hả? Dạ. Dạ. Xe chạy qua nhà. Con tâm dám ông cũng để yên luôn đúng không? Tại lúc đó nửa đêm rồi mà chạy qua nhà chắc khoảng mấy cây số, hai cây số phong xong rồi phải đi bộ về. Tụi em yêu nhau bao lâu thì cưới nhau? Dạ 6 năm ạ. 6 năm. Dạ. Wow. Trong quá trình học đại học thì em cũng có một lần được gặp bố vợ em. Thì bố em mới dặn em luôn là giờ chỉ quen nhau chơi cho biết thôi, chứ mà muốn tính tới thì hãy đợi ra trường hãy tính. Dạ. Thì vợ em vừa ra trường là em tính luôn. Tính luôn là cưới được nhiêu rồi cưng? Em đến nay tụi em cưới được 1 năm 6 tháng. 1 năm 6 tháng hả? Em có bao giờ mà em im lặng mà em khóc không? Dạ có, là lần gần đây nhất, cách đây khoảng gần tháng á. Cái lần cãi nhau là phải nói là lớn nhất của hai vợ chồng á. Là có liên quan tới em bé ở trong bụng em. Dạ. Em đang có em bé à? Dạ. À, chúc mừng nghe. Dạ. Ôi, chúc mừng em ha. Trời ơi, là mấy tháng rồi? Dạ hơn 3 tháng rồi. À. Đâu kể chị nghe coi, cái vụ đó liên quan sao? Dạ là tại vì mình có bầu là cái da mình nó hay bị khô với lại dễ rạn á. Thì em có xài cái kem dưỡng thể. Thế là bữa đó tự nhiên chồng em thấy em bôi thì em tự nhiên mới kêu là không được xài nữa. Xong rồi em mới im kêu là tự nhiên tại sao lại không được xài. Rồi mình cũng im, mình cũng bực dọc vậy á. Thì đâu phải là mình xài mà không, mình không tìm hiểu gì đâu. Thế là im từ đó tới cái lúc mà cãi nhau chồng bực lên kêu là ủa em không có thương, ý là thương con hả? Tại sao em xài mà em không tìm hiểu gì hết vợ? Rồi con nó bị gì sao? Rồi em có biết là trong bụng em là con của anh không? Thế là lúc đó em càng tức nữa, càng bực. Nhưng mà cũng không nói bực là ủa chứ anh nói vậy là con anh trong bụng em, là anh thương con anh chứ không phải thương em đó hả? Ý là vậy. Nên lúc đó mình mới bật khóc luôn ạ. Em khóc được hồi thì chồng em cũng khóc theo. Kêu là lần đầu làm ba. Dạ lần đầu làm ba nên vậy. Thế là hai vợ chồng nói qua nói lại được hồi. Tại vì em khóc em nhiều, em ức quá. Thế là em cũng nói ra được. Thế là chồng lúc sau mới ôm vào lòng rồi dỗ. Dạ. Thôi dỗ và được rồi. Dạ. Rồi bây giờ kể cho khán giả nghe đi. Dạ. Như là tật xấu của chồng em có nhiều. Thì tật xấu thì cũng có, nhưng mà cái mà làm em sợ nhất đó là cái nóng tính của ảnh thôi. Dạ. Nhiều khi ảnh nóng mà không có làm gì mình á, nhưng mà mình rất là sợ. Dạ, sợ lắm. Nhưng mà lúc chồng em nóng tính thì cái biểu hiện của chồng em như thế nào? Đập đồ. Dạ thì hay là tự đóng đó bản cầm thân mình? Cầm cái gì là đập xuống. Dạ. Đập xuống. Dạ, nếu mà đang ngồi trên xe thì đập cái kính xe vậy. Rồi đó coi. Dạ. Rồi có hành hạ bản thân mình không? Dạ không. Thế còn em, bà xã em đó, có thật xấu gì không? Mỗi lần mà em đi ăn với đồng nghiệp công ty chẳng hạn là vợ em lại khó chịu. Giống kiểu như là vợ em theo cái suy nghĩ của em là gia đình hai vợ chồng đi làm từ sáng đến tối rồi thì chỉ có một buổi tối để ăn cơm với nhau thôi. Thì tại sao không dành thời gian buổi tối để cho gia đình mà lại sao đi ăn ở bên ngoài? Mà em cũng có giải thích là đôi khi em cũng cần phải phát triển cái mối quan hệ em bên ngoài xã hội nữa. Mỗi lần mà em về em nói là thôi đêm nay anh có việc với công ty em đi ăn ngoài. Vợ em lại câu mày lại. Kiểu như không cho đi. Thì em vẫn đi thôi, em vẫn đi mà em biết là trên đường về là em phải chuẩn bị tinh thần về và xuống nước rồi. Vậy em chỉ có cái tật xấu thôi. Khó chịu khi mà chồng đi ăn, mà ăn mà có uống bia không? Là có chứ. Đó thì đó. Anh nghĩ là chắc vợ em không thích. Dạ, em uống bia đúng không? Dạ không hẳn, tại vì em muốn là cái gì nó cũng phải, ý là có sự thông báo trước vậy ạ. Giống như là buổi tối đó mình hẹn với chồng là tối đó nấu món gì thật là ngon đi.
Nhưng mà tự nhiên về đùng một phát vợ đang nấu vậy, kêu thôi tối nay không ăn ở nhà, đi ăn chỗ khác, đi ăn với công ty, thì mình lại bị dạ. Mình bị hụt hẫng. Dạ. Rồi cái mong muốn của em đối với chồng em là như thế nào? Dạ, thực sự thì anh ấy là một người chu đáo cho gia đình. Em chỉ mong với anh là bớt nóng tính lại thôi ạ. Dạ. Rồi. Trong quá trình này thì em cũng gọi là em cũng biết suy nghĩ của bạn em là nó thích là ưu tiên cái thời gian gia đình nhiều hơn. Mà em cũng qua chương trình này cũng mong bạn là hãy hiểu cho cái công việc của anh nữa. Thì đừng có ít cằn nhằn lại, bởi vì cằn nhằn nó mau già lắm. Thì đừng có để những cái chuyện buồn như thế mà khiến cho cái nhan sắc nó xuống cấp nữa. Ngồi. Nhất là trong giai đoạn này đó đúng không? Chị chỉ có một cái điều mà chị muốn chia sẻ với tụi em thôi ha. Ngay thời điểm này ha, chị nói là ngay thời vợ em đang có bầu. Và vợ em là cái người mà thường là im lặng trong cái lúc mà hai vợ chồng gây lộn, có nghĩa là cái hướng nội của vợ em á nhiều hơn là hướng ngoại. Mà cứ bị buồn hoài hoặc là thiếu sự quan tâm hoặc là bị hay suy diễn á, thì nó sẽ ảnh hưởng tiếp tục. Đầu tiên là ảnh hưởng đến bé, sau đó khi mà sanh xong rồi á là sẽ rất dễ bị trầm cảm. Thì chị muốn như vậy nè, ở cái thời điểm này cho đến lúc vợ em sanh, về phần em á, em phải nói, em đừng im lặng nữa. Đó, còn em cũng vậy, ví dụ như là cái người mà làm dự án á, đúng là mối quan hệ quá nhiều. Thì đầu tiên là em phải thông cảm về vấn đề đó cho chồng mình. Có những cái đột xuất, đúng không? Nhưng cái đột xuất đó đừng có bị nhiều. Bất kỳ lúc nào có thể dành được thời gian đó cho vợ thì nên dành. Đó là chị chia sẻ với tụi em như vậy thôi. Được mà đúng không? Được. Được đúng không? Được đúng không? Nên được. Được. Nên được, phải được. Đó. Rồi, chúc em hai vợ chồng em luôn luôn hạnh phúc và cười tươi như thế này ngoài. Thì những cái nỗi nhớ quê hương. Em thì có một thời gian dài vậy sống và làm việc tại Angola. Xa quá hả? Angola. Trên tay đây mọi người rất là quen thuộc ạ. Đây là cái biểu tượng mô hình cột mốc Trường Sa. Và nó cũng chính là cái điểm đến, điểm kết tinh, điểm gặp gỡ nhân duyên của hai vợ chồng em. Và sau khi về thì bọn em cũng, hai vợ chồng cũng đã phát tâm thành lập một cái quỹ để kêu gọi bà con ủng hộ và hỗ trợ để cùng vun đắp để bảo vệ chủ quyền biển đảo. Và cũng thay mặt cho các anh chị em trong cái dự án Hành Trình Của Trái Tim thì cũng để tặng, thông qua hai MC để tặng chương trình, và cũng mong là thông qua chương trình thì các bạn trẻ, đặc biệt là thế hệ trẻ, người Việt Nam ở trong nước cũng như ở nước ngoài sẽ có cái tinh thần yêu nước và sẽ chung tay để bảo vệ cái chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Hiểu rồi. Em cảm ơn chị. Xin thôi chị đại diện chị nhận đi. Rồi, em xin cảm ơn em. Chào chị. Cảm ơn lại. Xin cảm ơn món quà rất ý nghĩa này của hai vợ chồng bạn. Đúng rồi. Dạ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với phần chính thức của chương trình Vợ Chồng Son. Vâng. Xin mời hai bạn giới thiệu về mình. Em xin phép được giới thiệu trước. Tôi tên là Lê Hồng Quân, hiện tại là giám đốc của một công ty truyền thông. Cái công ty của tôi thì cũng lấy cái tên nó cũng gắn với biển đảo, đó là Hoàng Trường Media. Anh Quân bao nhiêu tuổi? Hiện nay đang ở đâu? Dạ, hiện tại thì em 43 tuổi. 43. Vâng. Chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận và khán giả, em là Nguyễn Cẩm Lai, em là nhà báo ạ. Em là ở báo nào? Em ở đài truyền hình VTC ạ. Em thì là ở kênh truyền hình đối ngoại, chuyên biệt về đối ngoại, tức là quảng bá Việt Nam và phục vụ cho bà con cộng đồng ở nước ngoài. Và cũng chính vì làm báo nhiều năm và tham gia cái mảng đưa tin về người Việt Nam nước ngoài, cho nên đây là vừa là nhân vật, vừa là sản phẩm và cũng là nhuận bút của em. Chắc có lẽ là câu chuyện tình này là bắt đầu từ cái buổi mà trò chuyện phỏng vấn ảnh đúng không? Mà tại Trường Sa đúng không? Dạ. Ủa nhưng mà lúc đó là Quân đi đâu ra Trường Sa? Em thì được đại diện cho kiều bào của Angola để đi sang ra thăm và làm cái hiểu biết về cái thông tin về thực tế ở ngoài Trường Sa, và sau đó về thì tuyên truyền cho cộng đồng của người Việt Nam. Và bên báo em thì biết được cái thông tin đó cho nên là cử em đi. Rất nhiều lần lỡ hẹn với Trường Sa, thì cái năm đó em được cử đi công tác, thì đi chung chuyến tàu với ông này. Khi mà đi cũng giống như là các anh chị em phóng viên báo chí đó, đi thì bao giờ cũng đặt cái mục tiêu là mình sẽ phải có những câu chuyện hay, có những cái nhân vật tốt. Nhân duyên là trong cái chuyến đấy thì có ba đại biểu ở châu Phi, thì đều là ba anh nam cả. Bọn em thì thường hay có cái việc check nhân vật. Thì sau khi mình đã check xong, gọi là có tư liệu về cái nhân vật này, thì thực ra ban đầu cũng chỉ là những cái câu chuyện để mình kết nối, mình phỏng vấn, mình hỏi han thôi. Thế nhưng mà xong rồi dần dần thì biết một cái chị, thì chị nói là
nhìn thấy thanh niên trai tráng chưa vợ thế kia mà trông nhậu nhẹt xong rồi bụng thì to. Tại vì mấy ông ngồi buổi chiều với nhau ở trên bong tàu đó. Thế xong em mới quay sang em hỏi chị là anh ơi, chị anh kia chưa có vợ à? Lúc đó em 30 tuổi rồi mà em bị dục lắm. Chưa có gia đình? Là em chưa. Chưa có người yêu? Vâng, chưa luôn. Thế là em nghe thấy thông tin đấy một cái là kiểu dạng như là kiểu có mục tiêu. Cũng mua liền đúng không? Có mục tiêu, thế thành ra là bám đuổi quyết liệt để phỏng vấn. Chứ còn em thì sao, lúc mà em bắt đầu gặp cô phóng viên này thì cảm giác của em như thế nào? Cái tiếp xúc đầu tiên thì nó cũng rất đơn giản thôi, cũng rất là bỡ ngỡ và rất là ngại. Tại vì là cũng thời gian đầu thì cũng chưa đứng trước đám đông nhiều, thế nên là thấy nhà báo đến là có tránh. Bắt đầu là có những cái ngày tiếp xúc tiếp theo ấy thì Cẩm Lai đã hướng dẫn và giúp cho em để em có cái tự tin hơn và để em chia sẻ cái câu chuyện cuộc sống ở bên đó. Thì bắt đầu mình dần dần mình hòa nhập. Nói chung là nó cũng khó tả lắm, nhưng mà đại loại là có một người con gái này cũng duyên dáng, nói chuyện thì rất là dễ mến, nói chung là có cảm tình đó. Và có cảm tình. Rồi sau đó thì các bạn là đi trong suốt cái chuyến đó thì bao lâu? Thông thường ạ, mỗi cái chuyến mà đi Trường Sa thì là sẽ đi từ khoảng 9 đến 10 ngày. Wow, như vậy là 10 ngày. Tức là mà cái 10 ngày đó nó lại có, thực ra nó lại có với những các anh chị mà bận rộn á thì sẽ rất là khó, nhưng đối với bọn em thì với hai là với người mà có mục tiêu như em á thì nó lại rất thuận lợi, vì 10 ngày đấy gần như là sẽ không có sóng, không có một phương tiện nào liên lạc với bất cứ người thứ ba. Chỉ có gặp nói mà nói thôi. Đúng rồi. Chỉ có gặp bằng, tức là giao tiếp bằng cái phương thức như ngày xưa luôn ạ, chào và muốn gọi cái gì thì phải lên cái loa của sở chỉ huy á, là nó sẽ gọi là chị like lên phòng 501 có cán bộ gặp, hoặc là anh Quân lên này gặp. Thế thành ra vì em lại được phân công vào cái tổ phóng viên ở trên tàu là cuối một buổi hành trình thì bọn em sẽ cập nhật các thông tin ở đảo. Bình thường ở ngoài như này giọng của em rất là chua, nhưng mà khi mà vào phát thanh và phát sóng các thứ thì trông nó cũng dịu dàng lắm mà nó sẽ khác. Thế xong khi mà em bước ra khỏi cái phòng thu ấy thì anh ấy bảo là này em, anh hỏi tí là lúc nãy em vừa phát sóng ở trên đấy. Vâng em. Không tin hả? Không tin. Thế xong rồi ông này ông nhượng là lúc ý là kiểu là rất là hâm mộ cái người ở trên sóng, nhưng mà nhìn thực tế thì kiểu hơi sốc nhiệt. Sai đó. Phải không em? Sao lại vợ em lại nó sốc nhiệt? Nhìn vợ em rất là duyên dáng luôn. Đúng ạ. Đúng không? Mà thể bảo vợ em thì có thể là lúc đấy mình không có tỏ bày cái cảm xúc của mình, là mình ai đi nói duyên dáng chưa chi đã khen mình cũng bình thường thôi. Nhiều khi nó chỉ làm một cái cảm giác dễ mến rồi thân thuộc rồi gần gũi hơn. Em thì có cái thời gian dài cuộc sống ở nước ngoài, nhiều khi sống độc lập một mình, em có bạn gái bên đó. Trước khi mà em có mở lòng mình với một cái cảm xúc mới thì em có nói thẳng với Lai rằng là anh đã từng có người yêu. Hiện em đã có người yêu. Tất nhiên là cũng trong một cái thời gian ngắn thì chả ai kể là nó sắp thế nọ, nó sắp chia tay, nhưng đại loại là còn có một chút vương vấn để mà xử lý chưa có kết thúc hết. Thực ra là khi mà anh Quân anh có bảo là anh có bạn gái rồi, tại vì khi về đất liền á thì cũng có rất nhiều các cuộc gọi tới tấp thì thấy cũng có ghi là em yêu này kia đó, nhưng em bảo là anh có bạn gái chứ anh đã lấy đâu. Thế anh bảo thế có kế hoạch kết hôn không, bảo cũng không nói gì, cũng bảo chưa. Anh bảo thế thì cơ hội chia đều cho tất cả. Cơ hội chia đều cho tất cả. Em rất thẳng thắn. Em thì em rất giữ một cái quan điểm là em bảo nếu anh chưa lấy thì tức là em không phải là người chen vào. Và em cũng bảo luôn là bây giờ em đưa ra cho anh ba phương án. Một là nếu anh xác định lấy thì em nghĩ là anh nên tiến hành lấy đi, bởi vì cái thời điểm đấy anh đã 40 tuổi rồi. Còn nếu anh không lấy thì anh lấy em cảm ơn. Và chắc chắn anh sẽ không bao giờ thất vọng. Anh không nên đi tìm một phương án khác, vì em cũng 30 tuổi, chặng đường của em vẫn còn dài, làm nghề của em còn rất nhiều những cơ hội gặp những người có thể tốt hơn anh. Mặc dù thời điểm đó em không hề biết, nghĩ là Việt Kiều đó, nhưng không hề biết là gia cảnh như thế nào, gia đình như thế nào, tiền có không, ở biệt thự hay là ở nhà chung cư, tức là không có một cái gì thông tin nhá. Nhưng em nói luôn ngay khi về đất liền, nếu mà đã xác định là lấy chị kia thì thôi, về tổ chức đám cưới bao giờ ấy thì mời, coi như là mình gặp nhau thế vui vui. Còn nếu không thì thôi, quay lấy là em cảm ơn. Đừng em khuyên thật anh là đừng đi tìm hiểu một cô nào nữa, lại mất 5 năm, mất 3 năm. Nó bao nhiêu lâu thì em quyết định là em sẽ chọn bé này? Khoảng độ là 9 tháng. Ôi vậy cũng lâu rồi. Tại vì lâu rồi nha. Thì cái công việc của em lúc đấy là em chưa có về Việt Nam hẳn. Lúc đó okay, là em lại về, xong cái chuyến em lại đi. Xong là thời gian là đi qua bạn. Xong em lại đi, tại vì công việc của em vẫn còn ở bên đó. Em đi đến một cái quyết định là đây là cái người sẽ đồng hành cùng mình trong cái
cuộc sống và những phần đời còn lại của mình. Và mình sẽ tự cảm thấy hạnh phúc và mình sẽ làm thế nào để cho cô ấy hạnh phúc. Nhưng sau 9 tháng là hai bạn chính thức là yêu nhau đấy, đúng không? Gia đình hai bên có đồng thuận để cho hai bạn quen nhau không? Gia đình bên em thì em không có dẫn đồng chí này về nhà nhiều. Không dẫn về một ngày nào. Không dẫn về trước luôn. Khi quyết định lấy nhau là mới dẫn về. Và em không biết nhà ông to, ôi to vật vã to lắm thì luôn. Nhà ở đâu em? Em mà biết thế em còn tấn công nhà sớm đâu? Hơn. Nhà ở Cầu Giấy Hà Nội. Cầu Giấy Hà Nội. Bố mẹ em thì cũng nói, tất nhiên các cụ sẽ nói là con đã đi. Vợ em nó nói nó trúng số. Em nghĩ là đúng là cứ đam mê á. Rồi vận may nó sẽ đến đúng thật sự luôn ạ. Vì em 87, đồng chí này 78. Hai cái số nó đã thất bát bát thất rồi, là các cụ đã không thích. Các cụ đắn đo. Thế sao rồi lại tuổi lại tứ hành xung. Đồng chí này thì cũng bày tỏ là bây giờ mẹ anh không thích em. Mẹ anh bảo là bọn mình không hợp tuổi, xung tuổi này kia. Thế em lại vẫn quan điểm cũ, em bảo anh 40 tuổi rồi mà mẹ anh vẫn xem tuổi để lấy vợ cho anh à? Em bảo thế đấy, bảo thứ nhất mẹ anh chưa gặp em ngày nào, tại sao anh lại dám khẳng định là mẹ anh không thích em? Thứ hai là anh 40 tuổi mà mẹ anh vẫn còn lo là anh còn bị vợ tuổi. Còn phải đi bước nữa. 40 tuổi thì anh định đi bước nữa mà mấy tuổi. Em bảo thế. Em bảo bây giờ anh cứ đưa em về nếu mẹ anh đi. Thế là em vẫn tự tin. Em rất tự tin ạ. Hay quá. Vâng. Em... Cuối cùng thì bây giờ sao, tình cảm của mẹ dành cho cô bé vợ này sao? Khi ở thời điểm này em đang ngồi ở đây thì em có một bạn nhỏ, bạn lớn là 32 tháng, đang học lớp mầm non. Còn một bạn nhỏ là 5 tháng, em mới sinh 5 tháng rồi ạ. Mà một mình bà cân hai đứa cho hai vợ chồng đi vào đây 3 ngày rồi. Trời ơi, vậy hả? Bà, tức là bà năm nay bao nhiêu tuổi? Bà năm nay 75. 75. Và nữa là từ khi mà con bé đầu 8 tháng là nó ngủ với bà. Và sau khi mà bạn nhỏ kia 2 tháng là cũng ngủ với bà. Một mình bà cân buổi tối hai đứa và chúng nào. Là bà cân hai đứa luôn. Vâng, nhưng mà làm một trai một gái hay là như nào? Dạ, hai con gái. Của em hai đứa gái. Ôi. Rồi bây giờ là các em ở với nhau là 4 năm rồi đúng không? Dạ vâng ạ. Có những cái tật xấu gì của nhau lòi ra hết không? Lúc yêu không thấy là chắc chắn luôn, vì đấy, thực ra đấy, em cứ mọi người cũng từ thắc mắc là kiểu lớn á mà kiểu ý là bọn mày yêu nhau tận năm mà kiểu ý không đi nhà nghỉ á, cho nên không phát hiện ra điều này. Ủa ngáy to kinh khủng. Mà ồn là em sẽ không thể nào ngủ được. Nhưng mà cũng may là mấy đứa nhỏ nó ngủ với bà đúng không? Vâng. Cho nó ngủ với bố chắc cũng ngáy. Cũng may chắc... là em mặc dù kiên định, nhưng nếu mà có nhớ mà kiểu lúc đang yêu mà đi nhà nghỉ mà phát hiện ra ngáy thì chắc là em cũng say quá bậy. May cho ông này ạ. Thôi nhưng mà cái ngáy đâu phải tật xấu đâu. Vâng. Xấu lắm. Cái đó là cái nỗi khổ của người đàn ông mình. Đúng rồi. Có tật gì nữa không? Không, thực ra là vì anh này, anh ấy rất là kiểu mô phạm mấy người, rất là đạo mạo các thứ đó, nên là có mỗi cái tật đấy thôi. Có gia trưởng không? Không gia trưởng ạ. Vì bây giờ bọn em là thứ, nhưng là ở với ông bà nên em vẫn hay trêu là thứ trưởng thường trực. Có những cái mối quan hệ xã hội bên ngoài rất là nhiều mà đôi khi bỏ quên gia đình hay không? Lại không có luôn, mà cái đấy là em nhiệt tình hơn. Em nhiều hôm đi nhậu 2 giờ, hôm nay đến đón về. Xong ai cũng bảo em là ôi sao mày phải nhân giống vội chồng mày, sao chồng mày nó xuất sắc thế, nó hoàn hảo thế, không có lỗi gì luôn ạ. Thế là chúc mừng em đó. Nhưng mà là chăm con không? Có biết chăm con không? Có chơi với con hay không? Em chỉ cần nói chi tiết này thôi nhá. Lại khen. Em sinh hai đứa mà em còn không biết cái mới sinh là có cái miếng dán bỉm á. Em cũng không biết đặt nó vào chiều nào mà ông này ông ra ông làm luôn. Là ông bố quốc dân, ông chồng quốc dân luôn. Bây giờ là nhường cho em đó, để em nói về cô bé hoang dã này đi. Vợ em thì cái công tác báo chí thì thường là làm lệch giờ và đi về khuya về tối. Rồi có những cái dự án dài ngày thì nói chung là mệt mỏi, thì sau này các cái bạn bè thì sẽ tổ chức những cái cuộc hội ngộ với nhau. Thì tất nhiên là cũng có cái kéo em đi. Thì vợ em rất muốn em hiện diện cùng với các bạn bè. Cũng có lần thì cũng uống rất tới mà sau đó em đưa về. Vợ em thì có một cái là vợ em là các em chưa hài lòng á, ưu tú trong nghệ thuật sắp đặt tại gia đình. Chắc là nó ngược lại, tức là hơi bừa bộn đúng không? Không, em cũng không, em không định nghĩa giống anh mà nhiều khi nó phải định nghĩa không nghe nắp đúng không? Dạ, vợ em thì nhiều khi đấy cũng là có cái thói quen thời gian dài ở xa bố mẹ gia đình và mọi thứ nó để nó theo một thứ nghệ thuật mà mình không cảm thấy nó đúng vị trí. Trường phái trừu tượng. Trường phái trừu tượng đấy là đấy, chị thấy không? Ông mô phạm mức độ mà kẻ xấu vợ ông phải nói lòng vòng suốt ngày. Ông ấy bảo em là sao quần áo cứ để lên cái bàn làm việc của anh thế,
sao quần áo cứ vứt ra đây thế? Con cái nó lớn rồi thì nó học theo con bảo gái mà. Thì anh dọn vào làm mẹ sao đâu mà có bị ý kiến lắm thế là sau này là con gái học theo là tôi chết em. Chết em đấy. Em phải làm ba gấp 3 lần á, đúng không? Rồi nấu nướng, nấu ăn thì sao? Vào bếp, khi nàng vào bếp thì sao? Vợ em nấu những món mà nó truyền thống thì có thể là rất ngon. Đấy là theo cái cảm giác của em. Tại vì lâu lâu của em mới vào, tại vì là đấy, lâu lâu mới nấu cho bữa. Đặc thù công việc thì chỉ cuối tuần thôi. Như vậy em có mong muốn vợ em thay đổi điều gì để cho vợ em hoàn thiện hơn nữa không? Thì thực ra thì chồng cũng mong muốn là cuối ngày về thì ví dụ như gia đình ấm ấm trên cái mâm cơm đấy của gia đình, ngon, nóng, sốt, rồi vợ chuẩn bị những cái thứ mà cho con cái để mà bé được trưởng thành một cách tốt, và cũng như là để đến trường mọi thứ chuẩn bị tốt chẳng hạn. Đấy, đơn giản thế thôi. Đấy, không có gì cả. Cô nghe không cô like. Đấy, cô có nghe không cô like. Về cô like thì chắc có lẽ là không mong muốn chồng thay đổi điều gì đúng không? Thực ra thì em cũng thấy mình cũng kiểu nhiều khi là mình được vào cái thế là mẹ chồng thì đã làm hết, rất yêu thương, chồng thì rất là đảm đang tháo vát ấy. Nhiều khi đương nhiên cũng thấy là mình đang bị trượt một chút. Ý đúng không? Làm hơi ỉ lại một tí là đại khái là đã có người làm hết rồi. Nhưng có những lúc nhìn lại là cũng thấy và cũng cần phải thay đổi. Thôi bây giờ anh có một cái đề nghị như thế này. Dạ. Hôm nay là nhân kỷ niệm các bạn đến với chương trình Vợ Chồng Son. Thì Quân có cái điều gì đó bày tỏ với vợ mình hay không? Hay muốn thể hiện điều gì đó với vợ mình hay không? Tặng vợ mình một cái gì đó không? Dạ. Một cái gì đó bất ngờ, surprise với like. Tinh cũng được. Rồi, em không làm được nữa. Em xin phép hãy chị xin phép chương trình tổng tặng vợ bó hoa tươi thắm nhân cái kỷ niệm này chúng ta về với cái nơi mà chúng ta bắt đầu cho tình yêu của chúng ta, và mong muốn rằng là hai bờ vai này sẽ là nơi mà vợ cũng như là các con luôn tin tưởng và cũng như là dựa vào, và chúng ta cùng xây dựng hạnh phúc. Đấy, vợ đứng lên đi nào. Thực sự là em rất là biết ơn anh khi mà đồng ý lấy em. Em vẫn luôn nói đó là anh sẽ không bao giờ hối hận. Chắc chắn là trong quãng đường còn dài phía trước, ít nhất là chúng ta sẽ còn phải khoảng bèo cũng phải 50 năm nữa. Thế thì là mình cũng sẽ cố gắng để nắm tay nhau vượt qua những cái khó khăn, vì cũng phía trước mình sẽ không biết được điều gì. Và quan trọng nhất bây giờ là phía sau lưng anh, không phải mình em mà có cả con, hai con nữa. Và em rất mong là anh sẽ lại tiếp tục đang thế này thì sẽ cố gắng phấn đấu hơn nữa để cùng chèo lái cả cái gia đình của mình. Phúc rất là biết ơn ông nhà, cố gắng là sửa cho em thêm nữa. Em sửa, em sửa. Rồi. Em sẽ sửa. Cảm ơn chương trình Quân với Đài nhé. Rồi bây giờ ngày đó vui quá rồi, bây giờ buổi tối có vui không? Dạ không. Dạ không. Ủa sao vậy? Tại vì cái đêm mà ta chờ đợi nhất đúng không Trí? Là ý em hỏi đêm gì? Định tân hôn á chị. Là tối là Mạnh An mới ngủ. Dạ Mạnh An mới ngủ. Chưa có đêm tân hôn. Dạ. Ngủ lâu mới có đêm tân hôn nè. Rồi đêm tân hôn có cái gì đặc biệt không nè? Mắc cỡ. Thấy nó cười cười. Thấy nó cười cười. Tại hồi nhỏ thôi mình đâu có biết cái vấn đề đó đâu. Là ngộ lắm rồi nha. Ngộ lắm rồi nha. Ở nhà con thì có anh trai không à, thì mẹ con mình thấy biến nữa, mẹ con yếu lắm, mọi sinh hoạt của con này nhờ thằng em út hết trơn á. Rồi em út con nó vừa ẵm con đi tắm giờ thay đồ cho con, thì con cứ nghĩ con bụng con hốc hoàng ở đây, giờ nếu mà có ai nó thương chấp nhận mình á thì có khổ khả năng mình cũng không có sợ, tại vì mình không muốn làm cái nặng cho mẹ, với thằng em nó cũng lớn rồi. Thì con kiểu như con đánh liều luôn á. Thì anh này là một cái phao để cứu con, điểm thửa cho con. Thì trước khi vô chỗ mà ký giấy này kia, con suy nghĩ nhiều lắm. Con cứ bắt ảnh cứ đầu hẳn 5 phút cứ con hỏi chắc chưa chưa, cứ con hỏi hoài vậy á. Thế nên là anh đã xác định rồi thì đường này anh cũng lấy trơn á. Còn bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với câu chuyện của cặp vợ chồng thứ hai. Wow. Rất là vui và rất là hạnh phúc khi mà được chào đón hai em đến với chương trình Vợ Chồng Son. Đúng rồi, chưa gì đã thấy ông chồng này rất là gọi là ngưỡng mộ ông chồng nha. Dạ con chào cô Hồng Vân, chú Quân Thận.
Con tên Nguyễn Minh Trí, năm nay con 29 tuổi, đến từ Long An. Công việc của Trí là gì? Dạ, hiện tại thì con đang làm trang trí nội thất. Rồi mời bà xã của Trí giới thiệu về mình. Dạ, con chào thần tượng của con là cô Hồng Vân và chú Thuận. Con tên là Ngọc Diễm. Ngọc Diễm. Con cũng đến từ Long An. Con năm nay bao tuổi rồi? Dạ, 33 rồi. 33. Hiện tại giờ là hai chồng đang ở Long Thành, Đồng Nai á. Như vậy là hai đứa gặp nhau ở đâu? Dạ thì lúc đó thì con đi làm thiện nguyện. Xong rồi bé mới là Diễm là mới lên đài để giao lưu kết bạn. Là bé có một cái nhóm sinh hoạt về người khuyết tật á. Rồi tụi con cũng là người làm thiện nguyện nên muốn tìm hiểu về cái nhóm của vợ như thế nào. Để giúp đỡ mọi người trong đó được cái phần nào thì giúp. Con ở nhà rồi cái thiêu tranh rồi cái buồn rồi cứ nghe đài suốt à. Con hay bỏ số á. Thì kết bạn làm quen với mấy bạn thôi. Nhưng mà chỉ quen qua điện thoại chứ không có gặp mặt. Diễm là con bị như vậy là một cái sự cố về bệnh hay là do từ hồi mới sanh ra mình đã như vậy rồi? Con mới sanh là con đã bị rồi. Tại vì lúc mà con sanh ở nhà giường chứ con không có sanh ở bệnh viện. Xong rồi cái người của con là con không có bị suy dinh dưỡng. Không có ngồi được luôn. Xong rồi cái mẹ mới đưa đi điều trị. Nhưng mà điều trị cũng không được. Đứa ngồi cũng không được luôn. Rồi cái mẹ mới tập ngồi từ từ. Thì lúc đó thì ngồi được. Rồi bò ở dưới đất á. Rồi mẹ chăm sóc rồi ở nhà. Suốt cái mẹ không có đi đâu hết trơn á. Ở xóm không có quen bạn nào hết trơn. Có nghĩa là mình sanh ra mình giống như mình bị bẩm sinh rồi á đúng không? Đúng rồi. Rồi sao nè, con nói cái lúc mà con gặp Diễm đầu tiên, lúc lần đầu tiên con gặp Diễm thì sao? Có ấn tượng gì về cô gái này không? Nói chung là lúc đầu cũng chưa ấn tượng gì. Chỉ muốn là tìm hiểu về công việc thôi. Tại vì con á là có nguyên một nhóm thiện nguyện để giúp đỡ những người khuyết tật á. Là lúc gặp cô này á là quê thì trong con, trường hợp nào đó con kể con quê Long An thì tới mùa nước nổi thì có cana chín. Xong rồi con mới đi hái cana. Cậu cũng nói thèm là cana. Do con kêu á. Thêm bà chị kết nghĩa nữa nói là thèm cana, xong con đi hái cana. Xong hẹn là sinh nhật nhóm của vợ con á là để con lên gặp. Xong con lên trước một ngày là chạy ngang nhà cô này luôn nhưng mà không biết nhà. Bữa đó đi thì hái cana xong cái bắt đầu trời mưa mà lỡ hẹn rồi là 8 giờ đêm là con bắt đầu chạy lên cầu vượt Củ Chi. Tới cầu vượt Củ Chi là 10 giờ mấy, 11 giờ trời vẫn mưa. Xong con vô mướn phòng con nghỉ lại một đêm. Là sáng ngày thì đây vợ con đi với mấy chị rồi lên nhóm. Thì hẹn nhau rồi ra cầu vượt Củ Chi. Xong rồi con đi tới cầu vượt Củ Chi con đứng cũng trời mưa. Trời ơi, trời mưa tầm tã luôn. Sao trời xúc động quá. Trời xúc động đó. Trời thử thách chứ không xúc động không. Vợ con với mấy chị á, ngồi trên xe 7 chỗ mới chạy ngang qua con luôn. Chạy tới cầu Phú Cường luôn. Xong cái nói giờ em chạy lại cầu Phú Cường đi rồi chị ở đây chị đợi chị đón. Mà dầm mưa chạy luôn là lúc đó chỉ bận cái áo khoác thôi. Cái áo khoác dầm mưa chạy luôn. Rồi bây giờ là cái cô muốn rất là muốn biết cái cảm xúc con khi mà con gặp bé Diễm ở ngoài đời như thế nào. Con gặp thì nói chung con thấy con mến mến, con thương. Tại vì khi mà gặp á rất là nhiều người khuyết tật. Có nhiều anh chị còn nặng hơn vợ con. Nhưng mà riêng cô này là có một cái cảm tình gì đó. Có một cái cảm tình đặc biệt. Hơi đặc biệt xíu đúng không? Dạ. Rồi bây giờ tới Diễm. Tới Diễm đó đúng rồi. Diễm lần đầu tiên nhìn thấy bạn này trước mặt mình thì lúc đó như thế nào? Thấy bạn sao? Có dễ thương, có đẹp trai không? Không, con gặp đầu tiên á là qua hình ảnh. Trời ơi, thấy hình đã xấu ngoài đời còn xấu nữa. Xấu nữa. Ngã mang luôn. Lúc đó thì ảnh đang bị bệnh hay sao á. Là ảnh nói là ảnh ăn chay, nếu không có chất nữa. Nên cái đầu ảnh trục lóc. Dạ, mà con ăn chay 22 năm đúng. Trời, nó ăn chay 22 ơi. Năm, nó con được nhiêu tuổi mà con ăn chay 22 năm. Cái lúc mà con gặp vợ con là con xuống núi luôn. 24 tuổi. 24 tuổi mà nó ăn chay 22 năm là từ 2 tuổi đã ăn chay rồi. Đúng rồi. Tại con ăn chay theo. Ủa là bây giờ là con vẫn ăn chay hay Trí? Không, giờ con ăn mặn. Xuống núi từ khi gặp con. Ủa mà con bị rụng tóc hay sao Trí? Con bị rụng tóc. Lúc đó con bị rụng tóc nhiều. Điều lắm chất con cũng không biết sao nữa. Nhưng mà bây giờ so với hồi đó thì bây giờ đẹp không? Bây giờ ngon, bây giờ con tốt đúng không? Dạ, con tốt con đúng không? Nhờ con hết trơn đúng không? Mà lúc đó thì con kêu hắn là chú tiểu thôi. Cứ động bắt phải kêu bằng chị, không được kêu em luôn.
Rồi vậy thì thôi, bây giờ nè, cái hôm đó là trời thử thách tụi con rồi. Nhưng mà rồi sau đó thì sao nè, hai đứa yêu nhau như thế nào? Ba mẹ hai bên có đồng ý không? Dạ. Không, ba mẹ bên nào? Bên con không đồng ý. Bên con không đồng ý, bên con cũng không đồng ý luôn, lý do? À, tại bên con thì nhà chỉ có mình con trai. Còn hai đứa em gái là ngại vấn đề của vợ, dạ, đúng không? Ba mẹ con thì trước đây cũng có một cái anh cũng đến chơi rồi cũng nói chuyện, nhưng mà chưa có chính thức. Thì ba mẹ con nói là nếu mà ai đó thương thì cũng phải nói với gia đình qua nói chuyện. Thì ba nói vậy, nhưng mà anh này anh tới, nói chung là ở luôn bên nhà con luôn, không có chịu về. Là ổng có nghĩa là sao, cái buổi gặp mặt đó là ổng qua nhà con ổng ở? Dạ, qua nhà con ổng tuần mà đuổi không có về. Đuổi không xong về rồi mà. Cái đi về bên nhà đuổi xong một tuần đi về rồi, xong rồi cái xách túi đi làm hộ trên Sài Gòn luôn. Lên Sài Gòn làm rồi xong cái tuần nào cũng về hết trơn á. Tuần nào cũng về xong rồi cái mẹ con mới thấy vậy á. Mẹ con thấy trời ơi, mà cứ đi tối ngày vậy. Nếu mà con thực tình con thương Diễm á, thì con về con nói với gia đình đi, con đang nói với bố đi. Thì con đang nói với bố thì bố cũng có nói là thôi giờ con về con nói với ba mẹ bước qua đi. Con gái bố có xấu xí gì nữa cũng phải gọi đàn. Thế xong anh về anh cũng nói với mẹ, anh đưa hình cho mẹ, nhưng mà mẹ không đồng ý. Rồi anh cũng thuyết phục mà thuyết phục không được, bố con cũng không chịu luôn. Mẹ con không biết sao thì thôi, hai đứa tự quyết định. Mẹ mới nói thôi giờ cứ đi tới lưu hoài á, lỡ như có chuyện gì á thì người ta sẽ dị nghị. Thì thôi giờ hai đứa đang kết hôn đi. Đi đăng ký kết hôn đó. Cái xong cái anh mới gọi cho cậu của ảnh, cậu mới làm cho cái tờ giấy độc thân. Anh cầm cái tờ giấy độc thân nữa qua bên con để đăng ký. Là hai đứa đi đăng ký kết hôn. Dạ. Rồi lúc mà lên đăng ký cái giấy kết hôn, con ký tên á, cái cảm xúc của con như thế nào? Con không tin được, thật sự luôn con không tin. Tại vì ở nhà con thì chỉ có anh trai không à, thì mẹ con mình thấy biến nữa, mẹ con yếu lắm. Mọi sinh hoạt của con thì nhờ thằng em út hết trơn á. Rồi em út con nó vừa ẵm con đi tắm, rồi giờ thay đồ cho con, thì con cứ nghĩ con bụng hoàng ở đây. Giờ nếu mà có ai nó thương chấp nhận mình á, thì có khổ khả năng mình cũng không có sợ. Tại vì mình không muốn làm cái nặng cho mẹ, với thằng em nó cũng lớn rồi. Thì con kiểu như con đánh liều luôn á. Thì anh này là một cái phao để cứu con, điểm thửa cho con. Thì trước khi vô chỗ mà ký giấy này kia, con suy nghĩ nhiều lắm. Con cứ bắt ảnh cứ đầu hẳn 5 phút cứ con hỏi chắc chứ không? Chưa, cứ còn hỏi hoài vậy á. Thế nó là anh đã xác định rồi thì đường này anh cũng lấy trơn á. Còn con thì sao con? Cái con tức là vì một lý do gì mà con bất chấp chuyện gia đình không cho con, ngăn cản con rồi gia đình bên Diễm mà con vẫn đến với Diễm? Nói chung là tại lúc đó con thương Diễm mà nhiều quá. Là con thương con người của Diễm hay là dạ, thương hoàn cảnh thương của Diễm? Thương ở một cái tánh tình. Tức là mẹ, trong những lần mà nói chuyện với nhau và dạ, tìm hiểu nhau. Tại vì cậu nó bị khuyết tật vậy, nhưng mà chị cậu còn đi giúp đỡ những người khác. Không chỉ là con bình thường vậy. Rồi trời sau khi ơi, tụi con đăng ký kết hôn thì là gia đình hai bên có được tụi con thuyết phục không? Dạ. Và có đám cưới không? Dạ, dạ, cũng không. Tới bây giờ luôn hả hay sao? Tới bây giờ thì mẹ con chấp nhận rồi. Tại vì lý do là ngoại con á là con chấp nhận. Con nhớ hoài cái câu nói của bà ngoại chồng à, nếu mà mẹ con đồng ý là có chết nữa mẹ ngoại cũng không nhìn mặt mẹ con đâu. Giờ mẹ già rồi, giờ có sao ngoại chịu vậy. Ủa cho tới bây giờ tụi con vẫn chưa có đám cưới? Dạ có rồi. Có một cái có đám rồi, cưới mà dạ, là con đám cưới tập thể năm 2019. Dạ vui lắm. Đó, con tham gia một cái đám cưới tập thể cái đây cũng mà nghĩa là con tham gia cái đám cưới đó là ngày 12 tháng 8 năm 2019. Là ở Long An hay là dạ, ở thành phố Hồ Chí Minh dạ. Nhóm con được khoảng tầm như 7-8 cặp. Trời ơi là nhiều đó nghe. Dạ. Được thải thở hết tất cả. Rồi bây giờ ngày đó vui quá rồi, bây giờ buổi tối có vui không? Dạ không. Dạ không. Ủa sao vậy?
Tối là cái đêm mà ta chờ đợi nhất đúng không chị? Là ý em hỏi đêm gì? Đêm tân hôn á chị. Về mệt quá làm không nổi. Chú ơi, tại vì bữa đó là đi nguyên cả ngày. Nhưng mà là tụi con vẫn ở Sài Gòn hay là cưới xong về Long An? Không, cưới xong tụi con về Long Thành. Là tối là Mạnh An ấy ngủ. Dạ, mà nay đi chưa có đêm tân hôn không? Dạ. Ngủ lâu không? Lâu mới có đêm tân hôn nè. Rồi đêm tân hôn nó có cái gì đặc biệt không nè? Mắc cỡ. Mắc cỡ. Thấy nó cười cười. Thấy nó cười cười. Tại hồi nhỏ đó mình đâu có biết cái vấn đề đó đâu. Là ngộ lắm anh nha. Ngộ lắm anh nha. Nhưng mà sau đêm đó rồi sao? Dạ cũng miễn là liên tục nữa. Nhưng không dám nhìn mặt. Tôi cũng vẫn nói chuyện cũng mấy bình thường nhưng mà không có nhìn thẳng. Mà người mới cứ nhìn không? Rồi bao lâu thì mới bình thường mọi thứ? Dạ khoảng tầm ngày à. Dạ khoảng tầm ngày à. Thì con mau quên. Lâu quá luôn. Là lúc đó là 2019. Dạ. Là bây giờ là tụi con là đã được 3 năm. Thôi giờ quay đến đến cái phần phần hấp dẫn nhất mà các con cũng chờ đợi đúng không? Giật mặt. Đó, thôi để Diễm nói nè. Tật xấu của bạn ấy là cái gì nè? Dạ ngủ. Quá ngủ hả? Không, thức khuya, thức cỡ nào với ăn. Khuya là làm gì? Ăn. Con biết nó có thức khuya, cứ bấm điện thoại lướt hết trang này tới trang kia. Có thức có khi nào mà làm mệt cỡ nào cũng không vô ngủ. Có thức cứ bấm điện thoại đó 1-2 giờ sáng, khi tới 3-4 giờ sáng cái ngủ. Ngủ đúng tới giờ mà con gọi là cái đó là giờ ngọ hay là giờ gì con không biết nữa. Mà đúng 12 giờ mới chịu dậy. Con kêu mới dậy, con không kêu thôi. Cứ nghĩa là sáng sớm là cho con ngồi dậy. Cứ ẵm con lên xe xong. Rồi con muốn đi đâu, con làm gì, con đi bán cái số. Xong rồi con đi chợ, đi lặt rau, con làm gì không biết. Tại xung quanh phòng chợ thì có mấy đứa nhỏ, thì con có thể nhờ được. Cái kêu anh không chịu dậy. Nhưng mà đúng đó giờ đó thì dậy. Dậy xong rồi nấu cơm, nấu nước, rồi đi tắm vợ xong rồi mới đi làm. Coi như làm mê ngủ. Một cái tật xấu là ngủ quá ngủ đúng không? Dạ. Rồi tật gì nữa? Không chịu ăn. Làm biết ăn. Dạ, chú có thể bây giờ từ khuya, từ giờ bắt đầu anh đi ngủ cho tới 3 giờ chiều, 4 giờ tối, 8 giờ anh không ăn. Sao chỉ nó không cho lây cái bệnh nó qua cho tôi ta? Nó nghe là miếng ăn nè. Con ơi, con là bây giờ là con còn phải có một cái nhiệm vụ với vợ con nữa là chăm sóc vợ mình. Dạ. À, mình phải ăn, mình mới có đủ sức thì mình mới ẵm bả được, chứ đúng không? Dạ. Rồi không ăn là sức đâu mà ẵm bả. Là ngược lại thì tầm tối, khoảng tầm 7 giờ tối là ăn dữ lắm. Nhưng ăn mà có nhậu không? Nhậu dữ lắm. Nhậu với ai? Nhậu với bạn bè, nói chung là nhậu gì đam mê. Mà nhậu gần nhà hay là nhậu xa nhà, bỏ vợ nhà mình? Cũng có nhưng mà ít khi đó. Nghĩa là cũng có đôi khi mà vui quá đà với bạn á thì có khi bỏ vợ ở nhà tới 1-2 giờ sáng thì cũng có. Nhưng mà cũng ít. Nhưng mà giờ trong tất cả những cái tật xấu của chồng con mong chồng con thay đổi cái gì nhất? Bớt nhậu. Bớt nhậu. Là bớt nhậu đúng không? À, có sự đam mê uống xì tin ghê lắm. Nhưng mà giờ con cai được xì tin rồi. Thôi hay quá. Tại vì con đã thu gom hết tài chính rồi không còn tiền. Tài chính là con đã nắm trong tay rồi. Dạ, tại vì con có quy định. Có nghĩa là đi làm về tiền của vợ là của vợ. Mà cái gì của chồng là của vợ. Là của vợ. Khôn ghê luôn. Vợ chồng đi tới chồng đi. Vợ con. Cái tật xấu của vợ con lớn nhất luôn. Tối con không được là mang vú con. Cái đó cưng mà, cái đó cưng mà. Không nhậu uống con không ngủ được đúng không? Nó không có chịu. Mà nó làm người ta thì được nhưng mà. Con nó không cho mình làm nó. Mà nó làm mình được. Gì mà bất công vậy? Vậy đó con bất công, chỗ đó mà con phải làm cho bằng được. Mà... còn tật xấu gì nữa không? Không, chỉ nhiều đó à. Cái tật nó dễ thương mà. Ngồi nhột lắm. Nhưng mà tính Diễm có dễ xúc động không? Hay có dễ tự ái không? Hay giận.